của cô đánh rơi nè. Con cảm ơn cô nha. Cô ơi, bây giờ con cũng đi ăn á, mà con ăn một mình buồn quá, không mấy cô đi ăn với con nha. Cảm ơn cô nha. Ở đâu ra cái người hôi hám này vậy? Đi ra khỏi quán tôi đi. Đây là người nhà của tôi đó. Dạ dạ, dạ em gọi. Cô muốn ăn gì để con gọi? Tôi có thể gọi ít thịt được không cô? Được chứ cô. Alo. Dạ alo. Con gái hả? Dạo này con thế nào rồi? Dạ con khỏe. Mẹ khỏe không? Mẹ vẫn khỏe. Dạ. Cha con uống thuốc có đều đặn không vậy? Hôm nay sinh nhật mẹ nè. Nè, mẹ có nhiều món ngon lắm. Nè, con coi nè. Đó, thấy không? Dạ, con thấy rồi. Bà chủ mừng sinh nhật cho mẹ đó, con nhìn thấy thịnh soạn không? Dạ, cô chủ của mẹ tốt bụng quá. Cô chủ của mẹ nè. Hello em gái. Dạ, em chào chị. Con ơi, tiền phẫu thuật của cha đó, mẹ sẽ cố gắng tích góp. Con đừng lo lắng quá nha. Bây giờ mẹ ăn nha, đồ ăn cũng sắp nguội rồi đó. Dạ, mẹ ăn đi. Dạ thôi, tôi đi nha cô. Cô, cái này đồ ăn con gọi cho cô mà. Vậy cảm ơn cô nha. Con chúc mừng sinh nhật cô nha. Cảm ơn cô. Cô ăn đi nha, cô ra ngoài một chút. Cô ơi, con kết quà gửi cho em nha. Con thấy á, cho dù cuộc sống có như thế nào đi chăng nữa thì gia đình vẫn là bến đỗ bình yên nhất cô à. Cảm ơn cô. Thôi, cô ăn đi, con đi trước nha cô.